Sophie Bảo Trân và Jonathan Phan. Xin kính chào quý vị. Welcome to the Top Entertainment Report. The Top Entertainment Report is all about fun, fashion, food, especially movies. This week, we'd like to introduce you to a new movie coming to theaters near you. What movie is it? Phim gì vậy? A film that takes place in a big city in Vietnam. Saigon? Yep. And it's... Oh! Ouch! Electrifying. Electric. Oh, Saigon Electric? Gosh, just tell me. You don't have to shock me. Ow! Oops, I didn't know I had that much electric in me. Let's take a look at the trailer while I revive Jay. Xin mời quý vị xem phần giới thiệu của cuốn phim Saigon Electric trong khi bà Trân giúp Jay tỉnh dậy. Chào mọi người, chúng tôi là nhóm Saigon Fresh. Mình mới lên thành phố, định thi vô trường múa. Phải biết múa hả? Con có nhiều tài năng, con phải tự tin vào chính bản thân mình. Lần đầu tiên gặp nó ngoài đường á, nó còn lơ ngơ lắm, cho nên xem nó như là em gái vậy đó. Em thấy lo quá. Khu vực này sẽ bị giải tỏa và một khách sạn lớn sẽ được xây dựng ở đây. Sắp tới có một cuộc thi lớn diễn ra và nếu mà thắng cuộc thi này, tụi con sẽ được ra nước ngoài và thi tiếp. Con nghĩ đó là cơ hội của tụi con. I have so much electricity. Sorry. Không ngờ là mình có nhiều điện lực mạnh quá. Không sao đâu. Tự nhiên Jay thấy là mình thông minh hơn á. I feel like a genius. Back to the program. Okay, thưa quý vị, và sau đây để tiếp tục chương trình. I know what we're talking about today. I know everything. We are going to talk about Saigon Electric. Yep. Và mới vài tuần trước tại hội chợ Tết Trung thu trong thành phố Garden Grove, California. Bảo Trân có dịp phỏng vấn Stefan Gallagher. Right, ông là director của Saigon Electric. Wow, hình như Jay đoán được hết những gì Bảo Trân sẽ nói đúng không? Yeah, I know. And I know that you are about to ask us to take a look at the interview with Stefan Gallagher a few weeks ago. Wow, how did you know? Vâng thưa quý vị, xin mời quý vị xem lại phần phỏng vấn với Stefan Gallagher vài tuần trước đây tại hội chợ Tết Trung thu. Yeah. Stefan Gallagher là người đạo diễn của phim rất là nổi tiếng, đó là Saigon Electric. Phim này là về nhóm thanh niên ở bên Việt Nam lại thích múa hip hop. Can you tell me a little bit more about cái movie này? Cái bộ phim này nói về giới trẻ Việt Nam. Nhưng mà thực ra giới trẻ Việt Nam, văn hóa Việt Nam ở bên Việt Nam cũng giống văn hóa ở đây, ở bên tại Mỹ. Thì cái phim này nói về giới trẻ đam mê, ước mơ
về cái tương lai, về cái hy vọng của nghệ thuật múa. Vậy em nhớ là em có xem phim này vào the VIFF là the Vietnamese International Film Festival năm nay, và cũng như những phim Mỹ cũng lúc nào cũng là what do you call it, submit vào những cái film festival like Cannes or Sundance. Thì they first they submit it to the film festival, but then later they release it to the public. When is this film going to be released to the public? This film will be released to the public in 10 cities on October 7th. Thì cái phim này sẽ phát hành rộng ở trong mấy cái rạp bên Mỹ, tất cả là 10 thành phố, từ Orange County tới San Jose tới Houston và Dallas và Washington DC, tất cả là chiếu rạp, chiếu rộng cái ngày đầu tiên, đó là cái ngày 7 tháng 10, October 7. Wow, và Trang thấy phim này rất là nhìn thấy công phu và cũng giống như là phim Mỹ vậy đó. Vậy giống như phim Mỹ, phim này cũng có premiere không? Đúng rồi, ở bên Orange County là mình sẽ có một cái premiere, đó là 20 tháng 9 này là một cái premiere tại Saigon Performing Arts Center. Nhưng mà cái premiere này là rất là đặc biệt, tại vì trước khi mình chiếu phim, mình có một cái chương trình live show với cái nhóm Poriotics. Poriotics là cái nhóm hip hop nhưng mà rất là nổi tiếng, tại vì họ nó thắng cái America's Best Dance Crew chương trình Mỹ. Thì đó là 20 tháng 9 này ở Saigon Performing Arts Center. Wow, Poriotics, and I heard Cabba Modern will be there too. Cabba Modern from Irvine will also be performing. Yes. Wow, what a wonderful event. Well, I'm so excited to be there for the red carpet on that day, as well as see Poriotics, Cabba Modern, and of course Saigon Electric. Thưa quý vị, như chương trình The Top Entertainment Report đã hứa trong những tuần trước, tuần này chúng ta sẽ ghé thăm thảm đỏ Red Carpet Premiere của Saigon Electric tại Saigon Performing Arts. I predict Sophie will get an interview with Poriotics, Cabba Modern from UCI, and even an actress from the TV show Everybody Hates Chris. Let's take a look at this wonderful red carpet event. Sophie Bảo Trang xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN và chương trình The Top Entertainment Report. Bảo Trang đang có mặt tại Saigon Performing Arts tại Fountain Valley, California. Hôm nay đặc biệt là có buổi chiếu phim ra mắt của phim Saigon Electric. Phim này dựa trên câu chuyện của giới trẻ Việt Nam và những giới hip hop. Phim Saigon Electric cũng có tham gia trong VIFF, The Vietnamese International Film Festival, là Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế. Hôm nay có rất nhiều nghệ sĩ từ cộng đồng Việt Nam cũng như là cộng đồng Hoa Kỳ đến để ủng hộ phim này, như là Poriotics là nhóm múa đoạt giải nhất trong cuộc thi America's Best Dance Crew Season 5, cũng như là Cabba Modern là cũng thi trong America's Best Dance Crew. Thêm vào đó, hôm nay cũng có sự hướng dẫn chương trình của Đạt Phan là người đã thắng giải The Last Comic Standing và diễn viên Cathy Uyên. Và sau đây Sophie Bảo Trân xin mời quý vị cùng theo dõi The Saigon Electric Premiere. I gotta fly with my hands and my hands up high. I go by my own to the blade that's shy, and I walk straight to the blaze of my desire. Your name? Flip show. Just say your real name. Diego. My name is Kalea. JJ. Michael. So what are you guys doing here today? Dancing. We're going to dance. Dance? Yeah. How old are you guys? I'm 8 years old, almost 9. I'm 9 years old, almost 10, October 29th. I'm 11 years old. Almost? I'm 11, almost 12. I see, and I'm 13, almost 14. Just kidding. All right, so what kind of performance are you doing tonight? Is it like ballet? We're gonna do hip-hop. Break dancing. Oh, hip-hop. How long have you been performing? Since I was 2 in gymnastics. 2? Yeah. Wow, usually people just start by walking at 2, but you were dancing. Good job, high five. Come on, you don't want to give me a hug. Leave me hanging. Is this your instructor here? Yeah. His name is Anoi. Awesome instructor, and he's really cool. Thank you, Kelly. Oh, wow. 10 brownie points for you.
face of my desire and prove that I'm my lies on. Let's give it up for the Peach City Dancers, everybody. Yeah! Hey, thank you. Wow. Nhiều người nghĩ là cái phim này giống như phim Step Up hay phim mấy cái phim dance trước nay, mà đúng ra đó cái phim này là nó có cái hồn của nó, cái hồn của Việt Nam. I have to say that that this film has more to any dance film out there, and the crowd out here is really making me nervous because I didn't expect all these people to be here, so it's really exciting. This is a very powerful dance film, so I think with the supporting of everyone involved and, you know, just the dance community, just it'll be a good turnout. Do you like what you see so far? I predict that that you will not touch that remote because we'll be right back after the break. Vâng, thưa quý vị, chương trình The Top Entertainment Report sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại. Chương trình Hùng ca sự nghiệp Golden Asia DVD 2 được thực hiện bởi những tấm lòng yêu nước hát lên những bài nhạc Hùng ca đi suốt theo chiều dài của lịch sử Việt Nam. Sơn Hà nguy biên, hận thù đằng đằng, biên thủy dung chuyển. Được trang trọng trình bày qua dàn nhạc Đại Hòa Tấu và Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi, lần đầu tiên được thực hiện trong lịch sử video của nền âm nhạc Việt Nam hải ngoại. Gây oan nghìn thu. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đỉnh trong làng, một xưa xanh thầm thầm vẫn sâu, bao nỗi thương mang đậm trong lòng. Tinh thần yêu nước bất khuất của người Việt Nam 4.000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm.